Bài số 51, Hangugae Gaso, đi Hàn Quốc ạ. Ilhago Shipundeo, tôi muốn đi Hàn Quốc để làm việc. À, tôi muốn làm việc này. Tôi muốn đi Hàn Quốc này. Đi Hàn Quốc để làm việc đấy ạ. Thì phần bài này mục tiêu bài học ấy là Koyong Hokage Tehe Muko Thapaki. Koyong Hokage đây là một cái chương trình lao động cấp phép mới mà chính là EPS đấy ạ. Đây ạ, Employment Permit System đây ạ. Là viết tắt của viết viết tắt của nó là chữ EPS đấy. EPS mà chúng ta vẫn hay nói đấy. Và chúng ta tìm hiểu thêm, đây là chúng ta hỏi và trả lời về cái chương trình EPS đó. Và thêm nữa là Hanguk Nungyeok Siome Tehe, về cái cuộc thi năng lực tiếng Hàn ấy, Budehaki, là chúng ta tìm hiểu về cái cuộc thi năng lực tiếng Hàn, đó chính là thi năng lực tiếng Hàn EPS Topic ạ. Nhá, chúng ta chủ yếu hai phần này. Từ vựng chúng ta sẽ học là Koyong Hokage, tức là học từ vựng về cái chương trình cấp phép này. Và thứ hai nữa là chúng ta học về chủ đề là Hangul nước siêu, là chủ đề về event topic, tức là cuộc kỳ thi năng lực tiếng Hàn Quốc. Về hoạt động ở đây chúng ta có topic, event topic, xin dâng thơ, chắc sân hà gì, chắc sân hà là ghi, điền vào cái đơn đăng ký thi EBS Topic. Đấy là cái phần hoạt động. Thì cái đơn này nó tương tự như những cái đơn mà chúng ta lên trên sở lao động để chúng ta điền vào mẫu phiếu đấy nhá. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong phần bài này. Về môn hoa, chương bô môn hoa, phần thông tin văn hóa thì chúng ta tìm hiểu là Koyong Hokage Ihehagi, là chúng ta tìm hiểu, chúng ta hiểu về cái chương trình cấp phép mới này như thế nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về cái nội dung này. Đầu tiên, hội thoại số 1, chúng ta tìm hiểu hai bạn này đang nói chuyện với nhau, tư vấn ạ, nhá. Đây là bạn Ipan và Chích Quân là nhân viên đấy ạ. Chờ Hanguk Kaso Ilhago Shipundeo, tôi muốn đi Hàn Quốc để làm việc. À, Kuroseo, à vậy ạ. Ichokuro Anjiseo, xin mời ngồi ở đây. Oton irun hago sipuseyo, bạn muốn làm việc gì? Chechoop chok il hebogo sipoyo. Chechoop là ngành về sản xuất chế tạo. Và sau này chúng ta đi đăng ký thi chẳng hạn thì chúng ta đăng ký vào cái ngành sản xuất chế tạo. Chok là phía nhá. Đây là phía ngành sản xuất chế tạo này. Il hebogo sipoyo. Il hebogo là thử làm. Cô Chipoyo là muốn, tôi muốn thử làm về cái công việc mà ở phía sản xuất chế tạo. Chàng tuyên nếu tuyệt vời đấy ạ. À? Đúng đấy ạ. À? Chê chô bề sơ trong cái ngành sản xuất chế tạo ấy. Saramun chế in mà ni hốp cô ít cơ tuần nhổ. Vì là cái ngành chế tạo ấy, sản xuất chế tạo là cái ngành mà lấy nhiều người nhất. Chế in mà ni là nhiều nhất. Pop là nhổ, là nhúp, là lấy người ạ, lấy người đây Saram cũng phải là lấy người, lấy người nhiều nhất. Thì tại tại sao thì tôi cứ bảo các bạn là tại sao tôi lại bảo các bạn là cứ phải chọn cái ngành sản xuất chế tạo, bởi vì số lượng người lấy nhiều nhất, và thứ hai nữa nó theo công xưởng, và đã theo công xưởng thì chúng ta như là ở Việt Nam ấy ạ. Chúng ta ngoài lương cơ bản ra chúng ta còn có làm thêm nữa. Nếu mà công xưởng, những xưởng nào mà làm thêm nhiều, lương của chúng ta có thể gấp rưỡi, nhiều khi làm nhiều chúng ta còn gấp đôi ạ. Ở Việt Nam chúng ta có thế không ạ? Bạn Hiếu thấy thế không? Ở Việt Nam không? Giống nhau đúng không ạ? Nam lương ấy, lương tăng ca phải lắm. Làm ít. Tăng ca ở Việt Nam thì cũng được 1,5 đúng không? Tính thế nhưng mà nhiều nhiều công ty nó nhiều công ty cái chế độ tăng ca của nó buồn cười lắm, nó tính buồn cười lắm. Yeah. Mà
Nhiều khi có những cái công ty nó không gọi là tăng ca mà nó gọi là giãn ca, mà nó tính kiếm, nó tính cái gọi là cái tính cái lương giãn ca, nó tính cái kiểu gì em cũng chả Tính biết. giãn ca này tính tính là kiểu hỗ trợ thôi à? Và nó kiểu cái kiểu tính là kiểu hỗ trợ, nhiều khi kiểu hỗ trợ xong là cho cái bánh mì với hộp sữa xong hết. Ồ. Thế ngon. Bọn em còn có tăng ca không công cơ. Ồ. Cái này thì chúng ta phải rút kinh nghiệm rồi. Làm thế không ổn. Nha. Mấy người nhiều nhất ở ngành sản xuất chế tạo. Thì tôi thấy ở trong các cả cách tính lương ở các công ty thì tôi thấy rõ ràng phết, mà sao lại các bạn lại gặp những tình huống buồn cười đấy nhỉ? Còn còn tùy vào công ty. Ờ. Nhưng mà những cái công ty nào nó lớn hẳn hay là ấy, nó có ấy thì nó lại khác. Còn những cái công ty dở dở lớn dở bé ấy thì nhiều khi nó lại nhập nhà được nhau. Nói chung là ngày trước thì tôi ở bên Hàn Quốc thì tôi thấy một số công ty thì đa phần là tính theo luật thôi. Ví dụ như là làm thêm là 1,5, làm đêm là bao nhiêu đó. Làm đêm 20, làm ngày Thường nghỉ, ngày lễ tính 300%, cái chuyện đấy nó zin rồi. đấy thì ở Việt Nam nó cũng có rồi thế, nhưng mà những cái công ty nước ngoài đầu tư vào ấy, thường thì nó chấp hành nghiêm những cái đấy, còn những cái công ty ở Việt Nam ấy thì thường nó nhiều khi À, nó làm buồn cười lắm. kiểu như làm xong lại chế lấp liếm Và thôi chấp nhận thôi. À, tiếp theo các bạn nhé. Kurante, thế nhưng Koyong Hokachiro bằng cái chương trình là cấp phép mới ạ. À, Koyong Hokachiro ấy. Rồi, Hanguke Kamen. Nếu đi Hàn Quốc ấy, miên niên trường tô in han suy sớ. Miên niên trường tô là khoảng, miên niên là mấy năm. In han suy sớ có thể làm việc. Tức là nếu theo chương trình cấp phép mới ấy, thì đi Hàn Quốc ấy thì làm việc được khoảng mấy năm. Cái này các bạn biết rồi đúng không? Chiếc kỳ 3년인데, cái thời gian mà làm việc ấy là 3 năm. Chê kê hơn 2 miền, nếu mà ký hợp đồng lại chê te là nhiều nhất, cao nhất ấy, tối đa ấy. In lên chip kê won kachi tô y sư sủi sổ là đây ạ. Thời gian làm việc thì là 3 năm, chê kê là ký lại nhá. Chê kê hơn 2 miền, nếu ký lại hợp đồng ấy chê te tối đa 1 năm 10 tháng kachi tô hơn isu isu là có thể có hơn nhá, tức là có thêm là 1 năm 10 tháng nữa, tức là 4 năm 10 tháng này tất tổng này. À kurokunyo, à thì ra là vậy. Xin chân thà điều miền, nếu bạn muốn đăng ký, nếu mà muốn đăng ký otoke he hachio thì tôi phải làm thế nào nhỉ? Thì đây người ta giới thiệu về cái chương trình là IBS đấy ạ. Koyong Hokachiro đấy ạ. Nhá. Ở đây chúng ta có trước Kigan là thời gian làm việc. Đó. Kigan là thời gian làm việc. Xin trông Hara là đăng ký. Saramun Bokta là nhận người. Đây ạ. Saramun Bokta đấy ạ. Saramun Bokta. Nhá. Ở đây các bạn hiểu nội về cái nội dung này chưa các bạn? Đang nhớ hiểu chưa? Rồi ạ, rồi. À. Cái thời gian làm việc ở Hàn Quốc là bao nhiêu lâu các bạn? 3 năm gia hạn thêm 1 năm 10 tháng. Đúng rồi, 3 năm gia hạn thêm 1 năm 10 tháng là 4 năm 10 tháng. Nhưng vì dịch Covid vừa rồi thì một số người lại được gia hạn tiếp 1 năm là 5 năm 10 tháng. Nha. Rồi, ok. Nếu mà muốn đi thì làm thế nào? Bây giờ xin mời Trang và Hiếu
đóng vai nhé. Ờ, bây giờ Hiếu đóng vai là Ipan, còn Trang đóng vai là Chikun. Chờ Hàn Quốc kể cả sơ Even Hako Chikun kể yo. À Chikun kể yo. À, 그러세요. 이쪽으로 앉으세요. 이든 일은 하고 싶으세요? 계속 저기는 해보고 싶어요. 자, 뜨네요. 제 조업에서 사람은 제인 많이 뽑고 싶거든요. 아, 있거든요. 그런데 그 영화가제로 한국에 가면 몇년 정도 이한 수 있어요? 할 수 있어요? 취업 기간은 3년인데 제게 약근하면 최대 2년 10개월까지도 있을 수 있어요. 아, 그렇군요. 신청하려면 어떻게 해야 하죠? 네, bây giờ bạn Hiếu đóng vai là Trích Quân, còn bạn Trang đóng vai là Ivan. 저 한국에 가서 일은 하고 싶은데요. 아, 그러세요? 이쪽으로 앉으세요. 어떤 일은 하고 싶으세요? 제 조합 쪽 일은 해보고 싶어요. 감사해요. 제조업에서 사람은 제일 많이 뽑고 있거든요. 그런데 고용허가제로 한국에 가면 몇 년 정도 인한 수 있어요? 취업 기간은 3년인데 제게 약진 하면 제대 1년 10개월까지도 있을 수 있어요. 아, 그렇군요. 신청하려면 어떻게 해야지요? 네, 오케이. Bây giờ chúng ta nghe một đoạn hội thoại này nhá. (51과) 한국에 가서 일을 하고 싶은데요. 대화 1. 저 한국에 가서 일을 하고 싶은데요. 아, 그러세요? 이쪽으로 앉으세요. 어떤 일을 하고 싶으세요? 제조업 쪽 일을 해보고 싶어요. 잘 됐네요. 제조업에서 사람을 제일 많이 뽑고 있거든요. 그런데 고용 허가제로 한국에 가면 몇 년 정도 일할 수 있어요? 취업 기간은 3년인데 재계약을 하면 최대 1년 10개월까지 더 있을 수 있어요. 아, 그렇군요. 신청하려면 어떻게 해야 하죠? 51과 한국에 가서 일을 하고 싶은데요. 대화 1. 저 한국에 가서 일을 하고 싶은데요. 아, 그러세요? 이쪽으로 앉으세요. 어떤 일을 하고 싶으세요? 제조업 쪽 일을 해보고 싶어요. 잘 됐네요.
제조업에서 사람을 제일 많이 뽑고 있거든요. 그런데 고용 허가제로 한국에 가면 몇 년 정도 일할 수 있어요? 취업 기간은 3년인데 재계약을 하면 최대 1년 10개월까지 더 있을 수 있어요. 아, 그렇군요. 신청하려면 어떻게 해야 하죠? chúng ta tìm hiểu phần từ vựng trong phần này nhé. Từ vựng trong phần này đó là chương trình khổ dung hơ ca chê. Đó là chương trình cấp phép lao động mới. Thì ở đây có một số ngành người ta sẽ lấy lao động đây ạ. Chế chú ốp là ngành về sản xuất chế tạo. Con sơn ốp là ngành xây dựng. Sơ vi sơ ốp là ngành dịch vụ. Trúc san ốp là ngành chăn nuôi. Nông ốp, ngành nông nghiệp. Ơ ốp là ngư nghiệp. Đấy là 6 ngành mà người ta sẽ hay lấy lao động nước ngoài. Và cái chương trình khổ dung hơ ca chê là chương trình cấp phép mới mà viết tắt của nó là IPS đấy ạ. Murihata là hỏi đáp. Đó là những cái gì không hiểu mình sẽ hỏi. Đây là Murihata. Thì bây giờ mời bạn Trang đọc lại 8 thư vựng này nhé. Chế chỗ ấp, cơn sơ ấp, sơ bi sư ấp, trúc xa ấp, nông ấp, ơ ấp, cô dông hơ ca chê, mùn nê hà tà. Mùn nê hà tà. Mà Hiếu đọc lại Hiếu ơi. Chế chỗ ấp, cơn sơ ấp, cơn sơ ấp, sơ bi sư ấp, chốc san ấp, nông ấp, ơ ấp, cô dung hơ ca chê, bu lê hà tà. Này, ok. Và đây là các ngành mà chúng ta có thể lựa chọn để đi Hàn Quốc nhé. Nhưng mà thực sự là ngành sơ bi sứ ấp ấy, đây là ngành dịch vụ. Ngành dịch vụ thì thực tế là hơi bị hiếm đấy ạ. Tiếp theo là ngành ngư nghiệp. Ngành ngư nghiệp là cái ngành mà người ta lấy lao động, người ta lấy lao động nhưng mà phải bắt buộc là những ở những tỉnh ở ven biển nha, ví dụ như Quảng Trị, Thanh Hóa, Thái Bình, chỗ bạn Hiếu cũng có thể là đi ngành ngư nghiệp. Tiếp theo là ngành chê chô ốp là ngành sản xuất chế tạo và cơn sơn ốp. Thì cái này khi mà đăng ký thì hai ngành này sẽ được đăng ký nha. Các bạn lựa chọn đi làm nghề nào thôi ạ. Tiếp theo chúc sa ốp và nông ốp là hai cái ngành mà thi đợt thi nông nghiệp đấy ạ. Nông nghiệp và ngư nghiệp thì người ta sẽ cho chọn đấy ạ. Nha. Thì cái này khi đăng ký chúng ta chú ý nó có đợt đăng ký ạ. Đăng ký nông nghiệp, đăng ký công nghiệp rõ ràng ra đấy ạ. Được ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu phần luyện tập. Luyện tập đây là Pukiwa Kachi Mareboseo. Các bạn hãy thử nói giống như ví dụ đấy ạ. 고용 허가제로 한국에 가면 어떤 일을 하고 싶어요? Bạn muốn đi Hàn Quốc theo chương trình EBS thì bạn muốn làm việc gì? 제 조업 쪽 일 하고 싶어요. Tôi muốn làm về ngành dịch vụ, ngành sản xuất chế tạo. Thì bây giờ chúng ta cũng hỏi và trả lời. Bạn Trang sẽ hỏi và bạn Hiếu sẽ trả lời về bức hình số 1. Cô dùng hơ ca chê rô hàn quốc kê ca miên ơ tốt y đơn hà cô xích hồ yếu ơ tôn Trang ơi, ơ tôn y đơn ơ tôn y đơn hà cô xích hồ yếu mà Hiếu cơ sơ lớp chô kì đơn hà cô xích hồ yếu chê chô ớp chốc 일을 하고 싶어요. Ok. À bây giờ bạn Hiếu lại hỏi Trang, Trang trả lời đi hình số 2. Cô dùng hơ ca chê rô Hàn Quốc e khả miên ơ tên 일을 하고 싶어요. Sơ bì xì ớp chốc 일을 하고 싶어요. Ok. Trang lại hỏi tiếp bạn Hiếu ở bức hình số 3 này.
Trang hỏi và bạn Hiếu trả lời. 고용 허가제로 한국에 가면 어떤 일을 하고 싶어요? 농업 조건을 하고 싶어요. 네, 또 tiếp theo. Trang Trang ở đâu nhỉ? Hiếu hỏi Trang ở hình số 4. 고용 허가제로 한국에 가면 어떤 일을 하고 싶어요? 쪽 일을 하고 싶어요. 네, 오케이. 네, 룰 tập số 2. 보기처럼 các bạn xem như ví dụ ấy ạ. 대답으로 맞는 것은 맞는 것에 번호를 고르세요. 네, các bạn sẽ chọn cái gì ạ? 맞는 것은 맞는 것에 번호. À, chúng ta sẽ chọn ý chọn số đúng ạ. Thực sự là chúng ta ở đây chúng ta chọn là câu nào cho phù hợp ạ. Đây ạ. Số 1 2 3 4 ở dưới này chỉ có 3 câu hỏi thôi ạ nhá. Và một cái câu ví dụ này ạ. 한국에 가서 일하고 싶은데요. Là tôi muốn đi Hàn Quốc để làm việc thì câu số 2 trả lời là 그래요 어떤 일을 하고 싶으세요? À, vậy bạn muốn làm việc gì? Bây giờ câu ở đây ạ. Câu số 1 thì thầy giáo sẽ làm này, câu số 2 bạn Trang sẽ làm và câu số 3 là bạn Hiếu sẽ làm nhé. Và thầy giáo dành cho các bạn 1 2 phút nữa. Các bạn chuẩn bị ạ. Và chúng ta bắt đầu nhé các bạn nhé. Đầu tiên câu số 1 này. 고용 허가제에 대해서 về cái chương trình cấp phép mới ạ. 좀 알아보고 싶은데요. Tôi muốn tìm hiểu. 알아보다. 알아보다 tìm hiểu. Tôi muốn tìm hiểu một chút về cái chương trình EBS. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở đây ạ. Thì sẽ chọn ý số 3. 고용 허가제 홈페이지에 자세히 나와 있어요. đây ạ. Và sẽ chọn ý số 3. 고용 허가제 홈페이지에 자세히 나와 있어요. Đã có thông tin chi tiết ở trên trang chủ của chương trình của Yung Hogage, chương trình EBS. Thì cái thông tin của cái chương trình EBS ấy, thì các bạn cứ lên cái trang EBS là chúng ta sẽ tìm thấy ngay. Còn chi tiết ở trang Việt Nam thì chúng ta sẽ tìm trang là Colab, đúng không ạ? Colab. Tiếp theo câu số 2, mời bạn Trang. Ừ. 고용 허가제로 한국에서 얼마 동안 일한 수 있어요? 계약 기간은 3년입니다. 네, 오케이. Có thể làm việc bao lâu ở Hàn Quốc bằng chương trình cấp phép việc làm? Thời gian là 3 năm. Đúng rồi, thời gian hợp đồng 3 năm, thời hạn hợp đồng 3 năm. Cái gì thì Hiếu? Dạ.
Hai chị em đang chơi bù. À, thế à? À, ok, bà Hiếu câu số 3 nào. Nè, cô dông hợp ta chê, tam tăng chim mi su, chim mi cả. Anh yêu hát xeo, cô dông hợp ta chê, ê, xe hê sơ, mù lê, hà riêng cô, hà nên xe yêu. Ừ. Vâng, đúng không ạ? Vâng. Dịch ạ. Vâng. Đây là Đó, dịch là tôi là chứ. Tôi là Kim Min Su, phụ trách chương trình cấp phép Su mới, phụ trách chương trình EPS. Tam Tang ở đây EPS. là phụ trách nhé em nhé. Tam Tang là phụ trách, còn Tam Tang Cha là người phụ trách. Vâng, chị à. Vâng, xin chào. Xin chào gì á, Muốn hỏi. tôi định hỏi Tôi Harigo là định muốn hỏi. Muốn hỏi tôi định hỏi cái vấn về đề về chương cái trình chương trình cấp phép cấp mới đúng không, cấp phép lao động. Cái cố dùng Hokage chính là chương trình EPS là sao? nhé em nhé. Cố dùng Hokage nó chính là EPS đấy. EPS là viết tắt của ba chữ đầu của tiếng Anh nhé. Đấy nha. Tiếp theo chúng ta sẽ sang đoạn hội thoại số 2. Đoạn hội thoại số 2 thì các bạn nhìn lên trên cái bảng ấy, nhìn trên bảng xanh của sau cô giáo ấy, đó chính là Hangugo Kumbu Oteo. Cái việc học tiếng Hàn của bạn như thế nào? Chemi Isoyo. À, rất là thú vị. Thì ở đây chúng ta hỏi xem là cái chương trình này nói về cái chương trình thi cử như thế nào nhá. Thực tế là cái thi EBS của Hàn Quốc ấy, ở tại Việt Nam các bạn đã, ai Trang hay Hiếu đã từng thi chưa? Nhiều Chưa thi à? Thực tế là ở Việt Nam thì họ thi trên máy. Thì đầu tiên là đăng ký, xong sau đó là họ vào họ quét vân tay xem có đúng cái vân tay mà các bạn đăng ký hay không. Xong sau khi quét vân tay rồi thì người ta chụp hình, xong người ta xếp vào chỗ trong máy ấy. Tức là một phòng máy có khoảng độ ba khoảng độ 40 người ấy. 40 cái máy ấy. Thì người ta sẽ theo cái thứ tự để người ta trộn trộn vị trí, xong người ta xếp vào trong cái phòng máy ấy. Khi mà chúng ta trước khi vào phòng máy ấy, thì người ta sẽ yêu cầu là các bạn kéo khẩu trang xuống để xem cái hình ảnh có đúng không. Thứ hai nữa là người ta sẽ có cái máy, cái quét từ ấy, quét từ để quét xem là chúng ta có mang cái gì vào hay không, đồ kim loại hay không nhá. Đấy, thì khi chúng ta vào thi thì người ta sẽ bật bài thi ra để cho chúng ta làm thử trước. Chúng ta biết cách làm và chúng ta biết cách điền kết quả và chúng ta biết cách bấm nộp bài. Đấy. Người ta sẽ cho làm thử trước, xong sau đó là chúng ta sẽ khi bước vào bài thi thực tế thì người ta sẽ bảo chúng ta chuẩn bị máy và chúng ta chờ. Bao giờ người ta bấm bắt đầu thì chúng ta mới bấm bắt đầu để bắt đầu làm. Thi lần đầu tiên biết ngay. Ok ạ. Theo Hoa Y, phần hội thoại số 2, chúng ta nói về chương trình thi EBS. Đây là Ipan và Sơn Trang Nim, nha các bạn nhé. Sơn Trang Nim, trăm can chi gan isu xéo. Cô giáo, em xin một chút thời gian được không ạ? D. Ồ, bu sơn ý đi éo. Có việc, em có việc gì vậy? Chế ga, Ibone Hàn Quốc nữ nước siêu mân, xin chân hẹn đến đây. À, đợt này ấy, em ấy là đã đăng ký thi năng lực tiếng Hàn Quốc vào lần này. Bul kongbu heya hal chi murugetseoyo. Bul là cái gì? Kongbu heya phải học. Hal chi không biết là murugetseoyo. Em không biết là phải học những cái gì.
그래요? 봐야. 시험에는 듣기하고 읽기만 나오니까 vì là chỉ xuất hiện cái đọc và nghe. Khi chun 문제를 풀어보세요. Thì các bạn hãy thử giải đề xem. Em hãy thử giải đề xem. 시험은 모두 몇 문제예요? 시험은 모두 몇 문제예요? 각각 20문제씩 나와요. 모의 loại có 20 câu. 몇 점은 받으면 한국에 갈수 있어요? Thì bao nhiêu điểm? Nếu nhận được bao nhiêu điểm thì có thể đi Hàn Quốc. 200점, 만점 기준으로 80점이 넘은 사람 중 성적이 높은 사람부터 고용허가제로 인한 수 있는 자격이 주어지게 돼요. tức là gì ạ? Người ta sẽ tổng điểm là 200 điểm này. Khi chunuro lấy cái thang điểm là 200 điểm và từ 80 điểm 80점 넘은 사람 là cái người mà trên 80 điểm ấy chung trong số những người trên 80 điểm ấy xong trước khi nộp phân sa lam thì nó sẽ lấy từ điểm cao hơn từ điểm cao nhất lấy xuống hồi lung hơn cả chế độ y năng chú ý chưa chỉ cái đều thì cái chương trình nó sẽ cấp phép cho những người mà từ trên yêu cầu tối thiểu là trên 80 điểm và dạng kiểu điểm liệt ấy dưới 80 điểm người ta không tính là đỗ đó. Trên 80 điểm và sẽ lấy từ cao xuống thấp thì cái này chúng ta lưu ý như này thực tế cái này thì nó theo nhiều yếu tố thứ nhất là nếu số lượng người đăng ký ít mà Hàn Quốc lấy nhiều thì có thể là lấy đến 60 điểm nhá nhưng bây giờ ấy, thường là sẽ lấy 100 điểm như đợt vừa rồi là lấy 100 điểm nhá cứ được 100 điểm là đỗ. Nó có phần hai nữa là thi tay nghề, các bạn có biết là người ta thi tay nghề không? Có đo Vòng lường 2 ấy. nè Các bạn biết họ thi cái gì không? đo lường lắp ráp đúng không này Đo lường cái gì? Người ta đo mỗi chiều cao cân nặng xong kiểm tra bạn có bị mù màu hay không thôi. em tưởng còn kéo kéo cái gì cả các À thứ không 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 có gì luôn. à. Những người nào mà to cao rồi người ta không cần đo luôn. Vào lật bảng xem bị mù màu không ấy, như kiểu khi mình đi đăng ký ấy. Nhá. Này. Tiếp theo là 열심히 공부해야겠네요. Em phải học chăm chỉ. 감사합니다, 선생님. Cảm ơn cô. Bây giờ như này ạ. Thầy giáo sẽ đóng vai Sơn Trang Nghiêm còn các bạn đóng vai là Ipan nhá. Từng người một đóng vai là Ipan. Mời bạn Trang đóng vai Ipan trước nhá. Sơn sang nêm chan can si can isu Nè, muốn xin đi đi che ca y bên nè hăng cúc kê nâng điếc si hâm mơn xin chong hết nâng đề mùa cung bù hè ya hăng 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 chi hay mô đưa chị kết sở một cái sự em Trang đọc ký này Hàn nè Google đừng việc si hôm hăng cúc cơ đừng nâng điếc nhớ si đừng nhấc si hôm cái chữ điếc này đọc là nò nhá đừng nhớ nè ok 그래요 시험에는 듣기하고 읽기만 나오니까 기준 문제를 풀어보세요. si hôm mình bố tu miếc muôn trèo Các 20 문제씩 나와요. miếc chờ mình bắt từ miền Hàn Quốc kè can suy sói Đấy nhá, miết trơm là bao nhiêu điểm nhé em nhé. Nhận được bao nè nhiêu điểm thì đi Hàn Quốc. Y biết chơm, mà chơm
기준으로 30점이 넘은 사람 중 성적이 높은 사람부터 고용 허가제로 인할 수 있는 자격이 주어지게 돼요. 전 심히 공부해야 겠네요. 감사합니다, 선생님. 네, 감사합니다, 선생님. 너무 편하게. 오케이, 뭘 봤니요? 선생님, 잠깐 있으세요? 네, 무슨 일이에요? 제가 이번에 한국어 능력 시험을 신청했는데 뭘 공부해야 한지 모르겠어요. 그래요? 시험에는 듣기하고 읽기만 나오니까 기준 문제는 풀어보세요. 시험은 모두 몇 문제예요? 각각 20 문제씩 나와요. 몇 점은 받으면 한국에 갈 수 있어요? 200점 만점 기준으로 30점이 넘은 사람 중 성적이 높은 사람부터 고용 허가제로 인할 수 있는 자격이 주어지게 돼요. 열심히 공부해야겠네요. 감사합니다, 선생님. 네, 지금 우리 들어요. 우리가 중단해야 대화 2. 선생님, 잠깐 시간 있으세요? 네, 무슨 일이에요? 제가 이번에 한국어 능력 시험을 신청했는데 뭘 공부해야 할지 모르겠어요. 그래요? 시험에는 듣기하고 읽기만 나오니까 기출문제를 풀어보세요. 시험은 모두 몇 문제예요? 각각 25문제씩 나와요. 몇 점을 받으면 한국에 갈 수 있어요? 200점 만점 기준으로 80점이 넘은 사람 중 성적이 높은 사람부터 고용 허가제로 일할 수 있는 자격이 주어지게 돼요. 열심히 공부해야겠네요. 감사합니다, 선생님. 대화 2. 선생님, 잠깐 시간 있으세요? 네, 무슨 일이에요? 제가 이번에 한국어 능력 시험을 신청했는데 뭘 공부해야 할지 모르겠어요. 그래요? 시험에는 듣기하고 읽기만 나오니까 기출문제를 풀어보세요. 시험은 모두 몇 문제예요? 각각 25문제씩 나와요. 몇 점을 받으면 한국에 갈 수 있어요? 200점 만점 기준으로 80점이 넘은 사람 중 성적이 높은 사람부터 고용 허가제로 일할 수 있는 자격이 주어지게 돼요. 열심히 공부해야겠네요. 감사합니다, 선생님. 아, 이따 가고 소개 뜨면 그래야 공지가 나가 공부하고 기준 문제가 대티모 이런 말 대티모네. 어떻게 하나 자격이 주어지다. 네, 자격이 주어지다. 네, 주어지게 급급해 나로. 이 모든 건 급급해 나로. 네, 너 지금 셋 급해 나. 네. 뭐 một năm có mấy đợt cấp phép đấy ạ. Ở đây chúng ta tìm hiểu thêm những từ vựng về chuyên ngành của
kỳ thi EPS. Thì đầu tiên chúng ta có xin bun chưng. Ở chúng ta bây giờ chúng ta đi đăng ký thi, chúng ta sẽ đăng ký là bằng căn cước đấy ạ. Nhá. Căn cước công dân đấy ạ. Ai chưa làm thì làm đi ạ. Sẽ cần photo cái mặt trước của căn cước công dân đấy ạ. Để cắt riêng ra đi dán vào, không cần công chứng rồi. Suom nhiêu là cái tiền phí đăng ký. Phí đăng ký thì chúng ta tính là bao nhiêu ạ? Là bao nhiêu đô các bạn có nhớ không ạ? Và tính tiền Việt là nó là 550.000 ạ. Nha. Tiền Việt là 550.000 khi các bạn đi đăng ký. Tiếp theo suom phiếu. Suom phiếu là cái mà phiếu dành cho các bạn để các bạn điền vào ấy ạ. Chấp su chung. Chấp su chung là cái thẻ đăng ký. Chứng minh gia chin. Chứng minh gia chin là cái ảnh chứng minh ấy, ảnh thẻ này. Ảnh chứng minh thư ấy. Thì khi đi chụp thì các bạn chụp áo màu nền trắng. Ảnh chứng minh thư chụp áo màu nền trắng các bạn chú ý đấy. Tiếp theo là sân chức phiêu là điểm số. Khi đi thi chúng ta có điểm số nhá. Và hấp kiếc hà tà là chúng ta đỗ. Còn phun hấp kiếc hà tà là trượt. Trượt này không ai muốn đâu ạ. Cho nên bây giờ chúng ta học thật nhiều đi ạ. Chúng ta bây giờ chúng ta chưa thi, chúng ta chưa có cảm giác trượt đâu ạ. Ai đã có cảm giác thi trượt chưa? Trang đã từng thi trượt bao giờ chưa? Chưa. Chưa. Cảm giác thi trượt nó chán lắm. Nha. Vẫn học như thế tại sao người ta được, mình lại không được. Lúc đấy trách mình, trách nọ, trách kia. Chỉ còn cách làm lại thôi. Làm lại thì lại mất thời gian, mất công sức. Nên hãy cố gắng ngay từ đầu. Nha. À, bây giờ mời bạn Trang đọc lại 8 từ vựng này từ đầu đến cuối ạ. Xin buôn chừng su hâm phiêu su hâm liêu su hâm phiêu chấp su chừng chừng miên sa chìn song chắc phiêu hấp kiếc hà đà buôn hấp kiếc hà đà. Mời Hiếu đọc lại Hiếu ơi. Xin buôn chừng xin tuyên trưng su hâm hiếu hiếu ơi hiếu để cái mic gần lại có được không ta để mic gần lại tí được không nghe không rõ nghe không rõ à ừ vâng xin phun chừng. Ok. Thế nghe rõ chưa? Ừ, nghe rồi. Alo. Nghe được rồi, ok. Alo. Ô. Rõ rồi ạ. Rõ rồi mà. Nghe được rồi, nghe rõ rồi. Vâng. Xin phun chừng. Su hâm phiêu. Chấp su chừng. Chừng miên sa chìn. Sân chấp phiêu. Hấp kiếc hà tà. Phun hấp kiếc hà tà. Nè. Chúng ta chưa thi, chúng ta chưa cảm giác này đâu ạ. Chúng ta nghĩ là mình sẽ hấp kiếc hà tà thôi ạ. Ngược lại, nếu mà chúng ta không học chăm chỉ, chúng ta lại phun hấp kiếc hà tà đấy ạ. Cho nên hãy thật cố gắng đi ạ. Nha. Cứ bảo nhiều khi là cứ chờ kỳ thi, đến lúc có kỳ thi nhưng chúng ta lại thi trượt thì là bằng nhau.
Mà vừa rồi người ta lấy có 100 điểm thôi ạ. Đấy, bây giờ chúng ta sang phần luyện tập số 2. Và chúng ta nối 그림은 보고 알맞은 말은 연결하세요. Chúng ta hãy nối vào, nhìn xem bức tranh và chúng ta nối vào từ vựng đúng ạ. Đầu tiên cái số 1 đây là gì ạ? 신분증. Vâng, nó có chữ ngay trên đầu luôn ạ, 신분증 này ạ. Số 2 là gì ạ? 접수증. Đây, 접수증. Cái này nó ghi rõ ở trên đấy rồi. Thì đấy nó ghi rõ đây rồi, mình có thể mình nói nhiều người nó còn không biết đây là cái gì ấy. Xuông chiêu đúng không ạ? Ờ, cuối cùng là đây ạ. Thì chúng ta xuông chiêu. Đây ạ, ví dụ người ta ghi trên này rồi thì chúng ta nhìn đây chúng ta biết ngay. Có nhiều người còn đi tìm ở đâu không lại còn quay lại xem phần từ vựng đây là cái gì. Nhá. Ê, chờ tí em đang nhập lại. Tự nhiên bên em mất tiếng rồi. Ok, ok. Đây, cái bài số 2 này lại giống như bài số 2 vừa nãy ạ. Chào bạn Hiếu, tí bạn đăng nhập lại. Được chưa Hiếu ơi? Được rồi ạ. Vâng, đấy tự nhiên mất tiếng không nghe thấy gì. Ừ, bây giờ nghe rõ rồi. Thầy giáo nghe em rõ rồi. Bây giờ cái bài này nó lại giống như cái bài 2 ở phần 1 đấy ạ. À, chúng ta chọn số ở bên dưới này nhé. Đây ạ, ví dụ đây ạ. 한국 능력 시험 신청했어요. Bạn đã đăng ký thi. Đây, bạn đã đăng ký thi năng lực tiếng Hàn chưa? Đây ạ, trả lời. Đây ạ, đây là số 4 đúng không ạ? 아니요, 어떻게 신청해야 할지 모르겠어요. Chưa. Ờ, đang phải, dạ, tôi không biết là phải đăng ký như thế nào. Đấy là cái câu số 1 này. Tức bạn này, bạn ấy không biết đăng ký như thế nào đây ạ. Đấy, tiếp theo chúng ta có phần câu số 1. Và thầy giáo sẽ làm. Câu số 2 bạn Trang làm và câu số 3 bạn Hiếu làm nhá. Thầy giáo để các bạn 2 phút đến 8 giờ 10. Và chúng ta sẽ làm cái này. Và chúng ta bắt đầu làm dần dần nhé các bạn nhé. Ở câu số 1 đây ạ. Câu số 1 là 한국 능력 시험 공지받았어요. Công chi là gì ạ? Công báo đúng không ạ? Bạn đã xem cái thông báo. Bạn đã xem thông báo về cái kỳ thi năng lực tiếng Hàn hay chưa? Thì sẽ chọn số 1 ạ. 네, 인터넷에서 공지를 봤어요.
Đấy ạ. Tiếp theo bây giờ ý số 2 chúng ta chọn cái gì ạ? Si hôm chăm bắt sợi. Nè. Nè chăm bắt sợi công bố hàn kê mạn ni na ôn cực cạc thai. Ờ, đây đúng không? Số 3 đúng không? Nè. Bạn đã thi tốt rồi à? Vâng, tôi đã xem tốt. Có vẻ nhiều trong phần học. Có vẻ nhiều trong phần học á. Chiêm chào bác sĩ, các bạn thi tốt không? Chiêm bố tà em nhé. Chiêm bố tà ấy, nó là thi. Nhá, chiêm bố tà là thi. Chiêm chào bác sĩ, bạn thi tốt không? Ở nê chào bác sĩ, mà tôi đã thi tốt. Vâng, thi tốt. Không bu hai kề. À, cái mà những cái mà tôi học ấy. Bạn nên đã ôn cơ cắt thay là có lẽ là nó gặp nhiều những cái mà mình đã học, tức là chúng tủ đấy. Còn câu số 3 mời bạn Hiếu ạ. Ha Hàn Quốc nâng riết si hôm sân chốc phiêu bà tát sơ yếu. Sân chốc phiêu đây là bảng điểm đấy ạ. Bảng thành tích đấy, đúng không? Bạn đã nhận bảng điểm bài thi năng lực FPS. Bạn chưa? Đã biết được bảng điểm của kỳ thi FPS chưa? Kỳ thi FPS chưa? Nè, khơn tê châm su ca sen cáp bô ta. Sen cáp bô ta. Chàn an nào wát sơ yô. So với suy nghĩ thì không được như mong muốn đúng không ạ? Vậy sao bạn này đã full học kiếp. Trượt rồi. Trượt rồi. Thế nhưng mà điểm so với suy nghĩ thì lại không được như suy nghĩ. Không được. Đấy, cái mà chúng ta thì chúng ta cầm ra ngoài đi thi bây giờ ấy, thì thi ở trên máy tính ấy, thì chúng ta thi xong cái người ta bảo dừng cái nộp bài là cứ thế nộp thôi và điểm nó hiện ngay trên màn hình các bạn ạ. Trượt đỗ biết ngay khi mà mình ngồi thi trên máy tại chỗ nhá. Đây cái mẫu phiếu đăng ký các bạn xem cái mẫu phiếu đăng ký như thế này ạ. Đây các bạn nhìn thấy trên màn hình thầy giáo chia sẻ không ạ? Có. Điền tên đây mỗi một chữ cái của mình vào một ô nhá. Ngày tháng năm sinh này. Giới tính này, sinh viên là giới tính này. Nam sinh là giới tính nam và nữ sinh là giới tính nữ này. Đây ạ, dơ quân hay xin buôn chưng buôn hô. Thì chúng ta nếu mà chúng ta đăng ký, thường chúng ta đăng ký bằng cái thẻ căn cước ấy, thì chúng ta đánh vào là xin buôn chưng ID card và chúng ta điền số căn cước của chúng ta vào cái ô này. Các bạn khi đăng ký thì các bạn lưu ý khi điền những số này ấy, thì các bạn lưu ý này, số 7 chúng ta sẽ điền như thế này, số 1 chúng ta điền như thế này, không đánh số 1 như này và số 7 như này nhé các bạn nhé. Các bạn nhớ rõ nhé các bạn nhé. Và tất cả những cái ô tròn ấy, ô tô tròn ấy, ô tròn này là các bạn tô tròn nhé các bạn nhé. Này tô tròn nhé. Ví dụ xin buôn chưng chẳng hạn, chúng ta đánh là xin buôn chưng. Chúng ta tô tròn ở ô xin buôn chưng như này. Chứ chúng ta không đánh dấu tích không các bạn nhé. Đây, chê chua ớp đây ạ. Đấy. Tô tròn vào luôn.
các bạn lưu ý nhé các bạn nhé. Sau này chúng ta lại đến đây chúng ta đánh dấu tích nó thò ra ngoài cái là lại hỏng mất một tờ đấy ạ. Lại phải đi xóa đi tẩy nhá. Nhớ nhá. Tiếp theo là ảnh ạ. Ảnh ở đây là ảnh 3,5 x 4,5 các bạn nhé. Nền trắng áo màu. Thường chúng ta chọn cái áo màu xanh. Ngày trước chúng ta đi chụp ảnh thẻ là nền xanh áo trắng đúng không ạ? Yeah. Nhưng khi đi chụp cái này thì các bạn cứ cho nền trắng áo xanh là đẹp nhất. Lên nhanh lắm. Cứ chụp ngược với cái màu đấy là được. Được chưa? Cái nền áo xanh đấy khi mà nền áo xanh đấy khi mà quét lên ảnh ấy nhìn rất là đẹp. Các bạn lưu ý như vậy nhé. Đây là trơn hoa vân hồ thì các bạn cứ điền số vào. Nhưng tất cả mọi thứ biết số ấy thì các bạn vui lòng là số 1 đánh một nét như này và số 7 đánh như thế này ạ. Đấy. Đừng bao giờ đánh số 7 như thế này và số 1 như thế này. Ô dấu tròn này chúng ta tô tròn luôn ạ, tô đậm luôn ạ, tô kín ô nhá. Đấy là cái phần những cái thông số thông tin ở trên này. Và thực tế trên cái tờ đăng ký nó dài và nó sẽ có một cái ô bên dưới nữa. Ví dụ nó có sẽ có một cái ô như thế này là để dán cái mặt trước của chứng minh thư các bạn nhé. Cho nên cái chứng minh thư mình photo ra trên cái thẻ căn cước ấy, photo ra chúng ta cắt lấy mặt trước và lấy keo dán vào đây nhé. Đấy, các bạn hiểu chưa? Đi đăng ký là chúng ta điền vào phiếu là như vậy. Các ảnh đi Hàn Quốc là ảnh 3,5 x 4,5 nhá. Lưu ý nhá. Còn đây là chương trình khối ông Hoga Chi là chương trình cấp phép lao động. Thì chúng ta lưu ý là chúng ta đây ạ, điều kiện của người lao động các bạn biết rồi, từ 18 đến 39 tuổi. Đó. Trên 18 và dưới 39 không có tiền án tiền sự nhá. Thế thôi ạ. Và đạt cái điều kiện là thi đỗ chương trình EBS tiếng Hàn, không yêu cầu về bằng cấp nhá, không bị cấm nhập cảnh, không bị cấm xuất cảnh. Và gì ạ, chế hàn không bị giới hạn xuất cảnh và không bị cấm nhập cảnh Hàn Quốc và không bị không có tiền án tiền sự và từ 18 đến 39 tuổi. Thì là 200 điểm và tối đa là tối thiểu là 80 điểm. Người ta lấy từ cao xuống thấp theo đúng cái số lượng người ta cần. Đấy, và cái thời hạn của cái chứng chỉ, thời hạn của hồ sơ EBS Topic là 2 năm tính từ sau lúc thi đỗ. Và dự kiến là sắp tới nó chỉ có thời hạn 1 năm hay sao ấy. Nhưng hiện tại nó chưa có thông báo chính thức. Nha. Hết hạn thì sao thầy? Đấy, hết hạn thì mình phải gia hạn hoặc mình lại phải thi lại. À, vâng. Nên là cái thời gian mà bây giờ thời gian chờ thì nhiều khi chúng ta biết rồi. Chờ rất là lâu. Và nhiều khi chúng ta muốn nhanh thì chúng ta phải tìm những con đường khác. Ví dụ như du học chẳng hạn. Chúng ta đi sẽ nhanh hơn. Cái thời hạn của cái bằng EPS này là nó chỉ thời hạn chờ thôi đúng không ạ? Cái thời hạn chờ từ ngày các bạn thi đỗ đến lúc mà các bạn thi đỗ rồi mà trong vòng 2 năm mà các bạn không xuất cảnh được ấy thì cái hồ sơ của các bạn phải làm cái đơn xin gia hạn thêm một thời gian nữa, hoặc là nếu mà các bạn không có đơn gia hạn thì nó sẽ tự động nó hủy ấy, các bạn. Lại nếu mà muốn thi tiếp thì phải làm hồ sơ mới. Đấy là chương trình như vậy. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào phần EBS Topic của phần bài này nhé. Ô 51과 EBS Topic 듣기.
Làm luôn các bạn nhé. Làm luôn chứ các bạn. Vâng. Ok, bắt đầu nhé. 1에서 2번. 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 이것은 무엇입니까? 1. 농업이요. 2. 어업이요. 3. 축산업이요. 4. 제조업이요. 2번. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 문의하고 있습니다. 2. 신청하고 있습니다. 3. 접수하고 있습니다. 4. 신고하고 있습니다. 3에서 4번. 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 3번. 어느 쪽 일을 하고 싶어요? 제조업이요. 그림을 고르십시오. 3번. 어느 쪽 일을 하고 싶어요? 제조업이요. 4번. 시험을 신청했는데요. 접수증을 보여주세요. 시험을 신청했는데요. 접수증을 보여주세요. 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 한국어 능력 시험을 접수하려고 하는데요. 그럼 이 신청서를 쓰시면 됩니다. 한국어 능력 시험을 접수하려고 하는데요. 그럼 이 신청서를 쓰시면 됩니다. chúng ta làm phần đọc hiểu luôn nhé.
Trang xong rồi à? Nè. Hiếu xong chưa Hiếu ơi? Xong rồi. Rồi, ok, chúng ta so sánh xem là đáp án như nào nhá. Thầy giáo đọc đáp án đúng nhá. Còn phần nghe các bạn nhé. Câu 1 các bạn chọn ý 1 đúng không ạ? Câu 1. Vâng. Câu 2 ý 1. Câu 3 ý 3. Câu 4 là ý 2. Câu 5 là ý 1. Phần đọc hiểu thì chúng ta có câu số 1 là khơn trúc ấp. Khơn trúc nó là kiến trúc. Kiến trúc với xây dựng giống nhau. Ở đây chúng ta có ba cái này là nông nghiệp, này, ngư nghiệp và chăn nuôi. Còn cái này là khơn trúc ấp. Câu số 2 chúng ta là xin quân chưng. Cái này có luôn xin quân chưng ở trên đầu rồi. Cái này ai chắc cũng làm được. Câu 3. Muslin lô sơ sơ. Bạn có việc gì đến đây? Số 1. Cô Yung Hơ Ca Chê Tê Hê Sơ. Về cái chương trình cấp phép mới. Bù Đi Hà Vũ. Xích Quần Đều. Tôi có mấy cái muốn hỏi về chương trình là EPS đúng không ạ? Câu số 4 này. Hàn Quốc Nương Đức Chi Âm Ân Chán Bác Sơ. Bạn là chỉ thi năng lực tiếng Hàn. Bạn có thi tốt không? Europe chi ăn nắp sửu không khó là hấp kiếp tham nhân chưa kết sống này hấp kiếp tham nhân chưa kết sống đây xin chân tham nhân là nếu đăng ký nếu đỗ chập su tham nhân nếu mà chập su là thi ạ chập su là cũng là đăng ký đúng không ạ bù đi là hỏi. Thì đây là diện nếu đỗ đúng không ạ? Đỗ. Tám chim bồ đề thạc hoa chim siêu hãy trả lời câu hỏi sau. Câu hỏi là pin cane alma chân cờ sơn mua sơn gì cả? Cái gì là cái đúng để cho vào cái dòng kiệt trống này? Mà sưng miêng các bạn biết là gì không ạ? Tên. Họ tên đúng không ạ? Họ tên. Sưng là họ miêng là tên. Họ tên. Thứ hai là Kim Min Su đúng không ạ? Nam sông là giới tính này, là nam này. Đây ngày tháng năm sinh. Và đây là số hộ chiếu ấy. Đây cái câu số 5 là ý số 2. Đấy, kể cả phần câu 5 trên này ấy, là chúng ta nghe một đoạn hội thoại và chọn đáp án đúng cho câu hỏi. Thì chúng ta câu hỏi đó là Nam Jaga Akuro từ giờ về sau ấy. Heya hal iden muosimika. Cái công việc sau này, công việc ngay sau này người con trai phải làm là cái gì? Tức là người nữ, người bảo là người ta bảo bạn này là hãy điền vào cái đơn đăng ký thì là xin trông sơ đất sư tả, đúng không? Đấy. Thì chúng ta xem là bạn Trang với bạn Hiếu thì mỗi người được bao nhiêu điểm? Em được 9 điểm. Em được 9. Ồ, bạn Trang sai câu nào đấy? Chim say cô ba đọc ạ. Cô ba phần đọc à? Này. Cô ba này á? Này. Em chọn cái gì? Em chọn gì? Em chọn câu 2 ạ. 2, xin chân hà của. Này. Em thắc mắc cái 1 đến 2. Nếu mà ý 2 xin chân hà cô ấy, xin chân hà cô ship phần đều ấy, thì nó phải xin chân, đây, cô dùng hơ ca chê, ê, không có te hay sơ nữa. Thế hay sơ là về cái gì đó và về cái gì đó chỉ có hỏi rồi nhá. Xin chân là đăng ký vào chương trình nào đó là chỉ có đến E này thôi. Ok, Hiếu sai câu nào Hiếu? Em sai câu 2 phải nghe. Câu 2 phải nghe. Câu 2 phải nghe đây ngay đầu tiên. Câu 2 là người này bây giờ đang làm cái gì? Đây đang hỏi, đang muri hay là ok. Không học ngữ pháp thì nó đỡ đau đầu đúng không ạ? Vâng. Ok. Đây chúng ta
lưu ý là trong phần này chúng ta sẽ từ giờ đến hết thì chúng ta sẽ không học ngữ pháp nữa, không có ngữ pháp nữa. Và ngữ pháp thì các bạn chú ý giúp tôi là có một số ngữ pháp, ví dụ như là trước khi tà, trước khi ập tà là dành cho là cái kinh nghiệm của các bạn. Sau này người ta hỏi chẳng hạn kinh nghiệm của bạn làm cái gì thì chúng ta đã biết làm cái gì chúng ta nói. Và thứ hai quan trọng nhất là trong phần bài 38, 39, 40 ấy, là cái ngữ pháp về cái nói gián tiếp ấy. Đấy, cái đấy là kỹ năng phiên dịch đấy. Sau này các bạn đi dịch thì các bạn sử dụng cái đấy rất là nhiều nha. Người ta nói cái gì đó chứ không phải tôi nói. Thế tôi nhấn mạnh lại mấy cái ngữ pháp ở trong phần này. Ok, bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Thì hẹn các bạn vào ngày mai. Ok. 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 Ok.